Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ đến cùng với các bạn trong một phần tư vấn để giúp cho một người phụ nữ bớt khổ đau cũng như là tìm ra được cái phương hướng sống bình an hơn khi chồng phản bội ngoại tình. Bây giờ xin nói với các bạn rằng khi mà người đàn ông phản bội ngoại tình á, mà các bạn đã năn nỉ, các bạn đã răn đe, thậm chí các bạn đã báo cha báo mẹ, họp gia đình này nọ này kia, thậm chí dùng con để nói chuyện với người đàn ông đó nữa, các bạn đã không ngần ngại nói chuyện với người thứ ba luôn, nhưng mà tất cả mọi việc cũng không thể nào ngừng lại được. Chẳng lẽ giờ mình lại đi giết nó, đúng không, để mà mình vô tù, hoặc là mình đánh nó, làm cho nó không còn yêu chồng mình nữa. Với những người phụ nữ có trí thức, có trình độ và có giá trị, người phụ nữ đó không bao giờ làm những hành động như vậy. Còn tôi không hiểu vì sao mà cũng có những người phụ nữ có chồng ngon lành, đi xe hàng hiệu đó, tự nhiên đánh chồng rồi đánh người thứ ba ngay ở ngoài đường cho video quay chiếu. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là người đàn bà đó có đủ bản lĩnh để bỏ một người đàn ông khi người đàn ông đó không còn yêu mình hay không? Và người đàn bà đó sau khi mà làm cái chuyện mà cho tất cả mọi người thấy rằng chồng của bà ta yêu một người thứ ba, bảo vệ người thứ ba mà không yêu bà đó nữa, thì bà đó có được hạnh phúc hơn hay không? Tại sao bà đó không đủ dũng khí để bỏ chồng, mà bà đó chỉ đuổi theo chồng để cấm chồng không yêu người thứ ba, trong khi người chồng cứ lao vào người thứ ba như điên? Bây giờ trong một cái cuộc tình rượt đuổi như vậy, về mặt pháp lý thì người vợ đúng, nhưng mà về mặt cảm xúc, trái tim á, thì người chồng lao theo người như thứ ba như thiêu thân gặp ánh đèn, như là thiêu thân gặp lửa. Trong cái tình huống như vậy, người vợ sẽ rất cay tức, căm tức. Nhưng mà một người vợ thật sự mà người ta giác ngộ, một người vợ đã cảm thấy như vậy là đủ rồi, khi mà người ta có cảm giác người đàn ông không yêu họ, tức là họ đã xác nhận tình yêu của chồng dành cho họ là hết, còn bản thân họ vẫn còn tình yêu dành cho chồng, thì họ sẽ không ở trong cái thế là tấn công chồng nữa. Một đó là họ sẽ chọn cái cách là chia tay, ly hôn để sống bình an hơn cho chính bản thân họ. Đó, người ta gọi là lui để tìm về cõi lành. Đó là một cái cách họ chữa lành và dứt bản thân mình ra khỏi khổ đau. Còn một cái dạng nữa là coi ông chồng như là một chướng ngại trên bước đường đời để mà tu hành. Sống với cái người mà không yêu mình để mà mình không có bị phá hủy. Nhưng mà rất là nhiều người phụ nữ sống với chồng khi chồng không yêu mình, chồng phản bội, nhưng mà người đàn bà đó lại phá hủy bản thân bà ta cộng với những đứa con, thì cái cuộc hôn nhân đó làm khổ mẹ, khổ con và làm cho người đàn ông không yêu bà ta cũng chẳng được hạnh phúc. Bạn có nhận ra những kiểu người phụ nữ như thế này không? Thì trong hoàn cảnh như thế này, bạn hãy chọn cho mình một cái lối đi. Nếu bạn sống với một ông chồng phản bội ngoại tình mà bạn xem ông chồng đó không còn yêu mình đã từng có quá khứ yêu thương ổng, ông cũng đã yêu thương mình, ông cũng đã cho mình tiền, tài, danh vọng, tất cả mọi thứ. Và người thứ ba, ông cặp ở bên ngoài đường kia, nhưng mà người thứ ba không đụng đến bạn, người thứ ba cũng không tấn công bạn, mà ông chồng á, ông cam kết với bạn rằng ông không bỏ bạn. Vậy bạn có thể sống với ông theo cái lý tưởng là ông tốt với bạn, ông sống với bạn và đồng hành với bạn như những người bạn sống với nhau theo tình người hay không? Nếu bạn sống như vậy thì bạn sẽ bớt khổ đau bạn nhé. Còn ở trong một cái trạng thái mà khi người đàn ông đã mê đắm người thứ ba thì không ai có thể giúp bạn để cho người đàn ông nó có thể yêu bạn. Nhưng mà những nhà tư vấn có thể giúp cho bạn chữa lành, giúp cho bạn cân bằng lại cảm xúc tiêu cực và giúp cho bạn không có hành xử tiêu cực hoặc là có những cái hành vi thái độ gọi là bốc đồng, nóng giận để mà phá hủy tương lai của chính bạn hoặc là làm những cái điều gì đó vi phạm đến pháp luật, thì người tư vấn có thể làm được. Bạn ở bên cạnh chồng, nhưng có khi bạn không hiểu chồng. Nếu mà trong những tình huống á, người vợ mà sai, hành xử sai á, thì người tư vấn sẽ giúp cho người vợ hành xử đúng. Thì chồng á, mà vì vợ hành xử sai, một người vợ quá đáng, người đàn ông ngoại tình, thì người đàn ông sẽ nhanh chóng có thể quay trở về với gia đình, yêu thương bạn trở lại. Nhưng với tình huống người đàn ông đã chán vợ, người đàn ông đã không còn tình cảm với vợ, người đàn ông đã xem cái con đường ngoại tình là cái con đường mà anh ta đi hàng ngày, anh ta xem cái việc ngoại tình giống hệt như là anh ta hít thở hàng ngày, và cái việc đó nó không bao giờ ngừng được với anh ta, thì á, tôi nói bạn vậy nè, không có ai có thể làm được điều đó. Bạn hiểu không? Không có một người nào có đủ bản lĩnh để làm cho chồng bạn thay đổi hết.
chỉ có một cái cơn bệnh nó làm cho chồng bạn nó không đi được, không ăn được á, thở không ra hơi, thở dốc rồi nè, đó thở như vậy á, thì may ra là chồng bạn mới hết dâm thôi đó. Còn khi mà chồng bạn mà đã mê gái mà không dừng lại được á thì bạn làm cách nào cũng không được, cho dù bây giờ bạn nhỏ nhẹ đấy nữa, anh ta cũng không cần sự nhỏ nhẹ của bạn. Anh ta ngày xưa mê món bạn nấu, nhưng mà nhỏ thứ ba kia nó nấu ăn cũng ngon lắm đó. Thế nên là anh ta cũng không có thể ép anh ta để ở với bạn được, và cái cảm giác mà anh ta phải gồng mình lên để mà ngủ với bạn đó, cũng là một điều anh ta cố gắng lắm đó. Đàn ông á, nếu mà mình nói về cái khía cạnh này thì giống hệt như Hiền, bản thân tôi đang bênh vực đàn ông, nhưng mà tôi đang nói về tâm lý của đàn ông nhé. Đàn ông mà khi mà người ta đã mê đắm người thứ ba, người ta ngủ với người vợ không khác gì người ta tra tấn, giống hệt như người ta cố gồng lên để trả bài, cũng không khác gì người đàn bà mà không thích quan hệ tình dục mà cố tình chiều chồng, gần như cái dạng mà đưa thân mình ra để cho kẻ khác hiếp, nó cũng khó chịu như vậy đó. Thế nên là để ức chế ép mình phải làm những cái điều như thế thì tôi nghĩ là không nên. Bây giờ bạn hãy chọn cho mình một con đường đi đi. Một á là bạn ly hôn, mà sau khi ly hôn á là buông, là phải bỏ nha. Ly hôn mà bạn làm lại cuộc đời, bạn sống một cách vui khỏe trẻ đẹp, bạn sống không có sân si tức giận, bạn hóa giải được những cái khổ đau, bạn thiện lành trong từng ý nghĩa sống, hoặc là bạn trở thành một cái người truyền tải năng lượng đến cho mọi người về cái vấn đề là sau ly hôn mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn á, thì bạn nên làm. Tức là sau khi ly hôn bạn sẽ có một cuộc đời khác tốt đẹp hơn thì ok. Còn sau khi ly hôn mà bạn cấm chồng không thăm con, rồi bạn thù hận, rồi bạn ghét đàn ông, bạn cho rằng là bạn sai lầm khi lấy đàn ông, bạn cay cú với cuộc đời và bạn khuyên mọi người đừng lấy đàn ông. Ấy thì bạn là cái người mà do mình sai lầm trong nhận thức, do mình ích kỷ, do mình không hiểu rõ về nhân quả nên mình có cái tâm ngã mạn. Tức là mình không chấp nhận cái chuyện ly hôn đó là một cái điều mà mình nên đón nhận, mà mình xem cái việc ly hôn đó nó là một cái gì đó nó bắt tôi phải ly hôn, tại vì cái thằng đó nó không đàng hoàng tử tế nên tôi mới bỏ nó, mà mình ôm cái nỗi hận đó và mình không có hóa giải được những khổ đau của mình á, thì sau ly hôn bạn sẽ còn khốn khổ hơn là cái lúc bạn chưa ly hôn nữa. Đó là con đường đầu tiên mà nhiều người phụ nữ sẽ nghĩ đến khi chồng phản bội ngoại tình ha. Còn cái con đường thứ hai á là ở với một ông chồng phản bội ngoại tình nhưng mà người đàn bà đó không phản bội ngoại tình, tức là người đàn bà không biến mình thành nạn nhân và người đàn bà cũng không phải vì cô đơn trong hôn nhân mà phản bội ngoại tình. Vì ở trong đầm thì ngoài bùn ra vẫn còn sen. Nếu bạn xác nhận bạn là một bông sen thì bạn vẫn ở trong bùn đen, nhưng bạn là sen còn bùn đen vẫn là bùn đen. Bạn có hiểu được ý này không? Bạn sẽ là cái người tu hành và coi chồng như chính là những chướng ngại trong cuộc đời mà bạn cần phải trải qua, và nó giúp bạn đạt lên một cảnh giới là sống với một người không còn yêu ta nữa. Trước đây họ có thể vì một lý do gì đó lấy bạn, vì chọn lựa, vì tình yêu, vì những lợi ích tương sinh, vì bạn có rất nhiều thứ, tiền bạc, vân vân và vân vân, có những lý do để người đàn ông lấy bạn. Tất nhiên là về một góc độ duy tâm thì vẫn là duyên nợ mới trở thành vợ chồng được. Nhưng bây giờ vì bất cứ lý do gì mà người đàn ông đó không còn yêu bạn nữa, mà bạn xem là người đó sống cùng với mình, người đó không quá tệ với mình có thể sống chung nhà với họ, nhưng mình lại trở thành một người có thể là chuyển hóa cái tâm gọi là tâm yêu, tâm dâm, trở thành một cái tâm bạn, tâm thân thiện, tâm yêu thương, thì mình sẽ sống như vậy. Bạn hiểu ý tôi nói không? Tức là chồng bạn ngoại tình hay không á, nó không phải là vấn đề mà bạn phải quan tâm nữa. Bạn luyện cho bạn một cái phong thái là bạn sống gần chồng, bạn vui với những điều chồng bạn đang có. Chồng bạn tà dâm, bạn khuyên chồng bạn không ngừng lại được thì bạn không có cách nào làm cho chồng bạn xoay chuyển được hết. Vấn đề nếu bạn là người tu thì bạn hồi hướng cho chồng bạn bớt cái tâm dâm nghiệp để chồng bạn có thể được có nhiều cái điều tốt lành trong kiếp này hoặc kiếp khác. Nếu mà bạn là người nhân hậu, bạn có thể yêu thương được cái người mà không yêu thương bạn á, thì đó cũng là một cách bạn tu hành mà. Người đi tu cũng là đến một nơi tu hành nào đó thuận duyên với họ để họ tu hành làm sao họ đủ sức mạnh để yêu thương những người không yêu họ hoặc ghét họ. Chồng của bạn phản bội ngoại tình là chồng bạn không yêu bạn, chứ chồng bạn không phải ghét bạn. Bạn hiểu không? Thế nên là trong tình huống này mình mà tu được với chồng, tức là mình tu với ông chồng không yêu mình nữa,
chứ không phải mình tu với cái người chồng ghét mình. Đấy, nếu mà bạn coi chồng như là một chướng ngại để tu thì chính khi nào bạn vượt qua được cái tâm thái yêu chồng mà ép chồng phải yêu mình, nếu chồng không yêu mình khổ đau, mình vật vã, thì đây chính là gọi là khảo tài để giúp cho bạn nhận ra bạn là ai, bạn có thể sống khi không có đàn ông và không có chồng hay không. Bạn xem hôn nhân, bạn xem ngôi nhà của bạn chính là một cái ngôi chùa để tu. Thì bạn không có đi chùa hoặc là bạn không có tu ở chùa thì bạn tu ở nhà. Bạn tu ở nhà thì chướng ngại lớn nhất của bạn đó chính là ông chồng phản bội ngoại tình. Bạn nhìn vào ông chồng phản bội ngoại tình mà bạn không giận mình, bạn không hận người, bạn không trách trời, bạn không oán thân, bạn không tiêu cực, bạn không nguyền rủa người thứ ba, thì đó cũng là cái cách mà bạn tu giữa đời. Còn bạn ép người ta yêu mình khi mà người ta không thể yêu mình, thì tôi hỏi bạn à, bạn có ép bản thân bạn yêu được ông hàng xóm không? Ông hàng xóm ông không yêu bạn, bạn cũng không yêu ông. Bây giờ bạn làm sao bạn ép bạn yêu ông được không? Bạn không làm được điều đó thì bạn không thể ép người khác yêu mình. Tất cả mọi sự đến và đi nó đều có ý nghĩa và lý do của nó. Nếu mà mình hiểu một cái cách sâu rộng như vậy thì mình sẽ thấy ngoài kia xa xa ở bờ bên kia có rất là nhiều người đàn bà khổ đau quằn quại trong tình yêu, có chồng mà khổ vô cùng khổ, không có chồng thì vì dâm dục mà đi tìm đàn ông làm khổ chính mình. Có nhiều người nâng ngực rồi siết mỡ rồi khâu cờ him để mà thỏa mãn cho đàn ông, làm người thứ ba và làm ra những cái điều ngang trái cho chính mình. Nếu mà mình không có bị nghiệp dục vì cái tâm tham ái, cái tâm ái nhiễm yêu thương mà luôn muốn quản lý, muốn chấp ngã, yêu thương mà muốn dài lâu mãi mãi vĩnh viễn thì không được. Thì mình cần phải hiểu những cái hạn định nào đó trong cái việc sử dụng. Ví dụ như mình đến bên cạnh người đàn ông, mình có một thời gian hạnh phúc bên họ, như vậy đã là thỏa mãn, mình cảm ơn cái phần đó, cái phần người ta tốt với mình, người ta tử tế với mình cảm ơn. Còn cái phần mà họ không còn muốn gắn kết với mình nữa, không phải là bởi vì họ ghét mình, mà bởi vì họ không thể yêu mình được nữa. Giống như bạn đã chán ăn một cái món gì đó rồi, mà bây giờ có ai đó cứ dùng cái muỗng, cứ xúc vào miệng bạn, bắt bạn ăn những cái món mà bạn không thích, bạn ăn nổi không? Thế nên á, là mình cũng đừng có ép người khác phải cố yêu mình, làm mọi cách để người khác yêu mình là không nên. Thuận theo tự nhiên vẫn là điều tốt đẹp nhất bạn nhé. Thế nên á, là một người phụ nữ phải cần cân bằng và hãy rèn luyện cho mình một cái khả năng sống khi mà mình sống không có được thuận duyên hoặc những nghịch cảnh đến với mình. Cái hành trình đi của mỗi người chúng ta luôn luôn gặp những cái vấn đề thử thách như vậy. Và nếu mà bạn sống được trong một cái trạng thái mà người đàn ông khác không yêu mình nhưng họ không quá tệ với mình mà mình vẫn có thể cân bằng được, thì cái việc mà bạn ly hôn hay không ly hôn nó không có liên quan. Tại vì nó đều giống nhau mà. Bạn ly hôn thì bạn phải làm lại tất cả mọi thứ. Mà bây giờ bạn sống với chồng mà bạn không có lệ thuộc vào cái chuyện mình được chồng yêu hay không yêu á, thì mình vẫn sống một cách độc lập. Nhưng mà mình có một người đàn ông để mà đôi khi mình nhờ vả những cái chuyện khác á, thì người đàn ông đó cũng sẽ là một cái phương tiện giúp cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. Mình sống làm sao mình điều chỉnh cái tâm lý của mình lại, đừng có yêu và lệ thuộc vào người đàn ông đó thì rất là ổn, rất là ok. Bạn làm được điều đó, bạn sẽ thoát ra khỏi cái tâm lý yêu thương lệ thuộc và bắt người đàn ông đó phải luôn yêu bạn. Thì bạn sẽ sống được trong một cái trạng thái là người đàn ông có thể không còn yêu bạn như xưa, nhưng người đàn ông đó tử tế với bạn, tốt với bạn, thì bạn vẫn có thể an viên và sống một đời sống không có bị ái nhiễm nó bắt bạn, nó cuồng quay trong cái việc mà bạn cứ muốn giữ, muốn người đàn ông nó phải thuộc về bạn 100%. Nếu bạn sống được như theo cái cách đó thì bạn sẽ không thấy mình bất hạnh đâu. Tại vì không ai được hoàn hảo, không ai được 100% hoàn thiện. Thì bạn có chấp nhận một cái giá trị không hoàn thiện đạt đến 80% hay không? Nếu mà tất cả mọi giá trị sống của bạn chỉ đạt đến 20% tốt đẹp thì cái cuộc sống của bạn nó bị đảo ngược và rất là khổ sở cho bạn. Nhưng mà giá trị sống của bạn 80% và ông chồng phản bội ngoại tình nó nằm ở trong 20% kia, thì bạn nếu chấp nhận được thì bạn hãy sống và xem chồng như là một cái chướng ngại để mình tu bớt chấp ngã. Nhìn vào ông chồng, không ép ông chồng phải thuộc về bạn, nhìn vào ông chồng để mà tu hành làm sao cho mình bớt cái tâm tham yêu, cái tâm mình đừng có ái nhiễm, mình đừng có ngạo mạn, chỉ trích ổng, chê ổng, khinh người thứ ba hoặc là thế này thế nọ thế kia. Thì tức là bạn nhìn vào lỗi mà bạn không phán xét,
thì bạn chính là cái người đã có trí tuệ. Vì chúng ta không hiểu được nhân quả vì sao chúng ta kết hôn với người đàn ông đó, vì sao mà người đàn ông đó lại có một cái biệt nghiệp riêng với cái người thứ ba như vậy. Thế nên là chúng ta sanh tâm oán hận. Vì không có tin sâu nhân quả nên chúng ta rất là dễ ngã mạn, thị phi, oán người trách trời. Nếu mà bạn có thể sống và không có bị những yếu tố khác tác động là ông chồng, thì bạn sống ở nhà, bạn coi ngôi nhà như ngôi chùa, thì có khác gì là bạn tu ở ngoài đời đâu. Đấy cũng là những cái lẽ sống của người đời giữ đạo để mà tu. Bạn sống được như vậy thì bạn sẽ an nhiên, bạn sẽ sống bình thản, bạn không có phải là bắt người ta phải yêu mình bạn mới hạnh phúc. Người ta không yêu bạn, bạn vẫn hạnh phúc, thì bạn mới thực sự là người có sức mạnh và bạn là người biết yêu bản thân mình. Bạn cứ mong muốn người ta yêu bạn, người ta mang đến tình yêu cho bạn, có người ta hoàn thiện, hoàn chỉnh cho bạn, bạn mới vui. Còn nếu mà không có họ thì dường như là bạn không là ai hết. Bạn sống không với cái một cái nguồn lực trọn vẹn mà bạn chỉ là 50% thôi. Chồng bạn là 50% mới hòa thành con người như bạn. Nhưng mà trong nghịch cảnh chồng bạn phản bội ngoại tình, nó tạo lên cho bạn một cái loại sức mạnh là bạn sẽ dần dần bị cô lập, cô đơn. Sống ở trong cái cảnh đó bạn sẽ mạnh lên và không cần người chồng đó nữa. Bạn sống một cách mạnh mẽ, bạn tự đứng vững, bạn không có tha thiết bắt người ta phải yêu mình á. Thì trong một cái trạng thái như vậy, bạn sẽ trở thành một cái người biết yêu thương bạn. Và bạn không có bị lệ thuộc. Có chồng yêu ta, ta cũng không quan trọng. Nếu mà người đàn ông đó tốt với ta, yêu ta thì ta vui thêm. Còn nếu mà anh ta không yêu mình, không tốt với mình vẫn không bất hạnh. Thì đó chính là cái cách mà bạn nên chọn để sống trong cái cuộc sống này bạn nhé. Nếu mà bạn ly hôn mà làm người thứ ba, nếu bạn ly hôn mà lang chạ với rất nhiều người đàn ông, nếu bạn ly hôn mà không tìm được một tấm chồng, hoặc là sau khi ly hôn bạn lại muốn quay trở lại với chồng, thì bạn không nên ly hôn. Bạn hiểu không? Nếu mà bạn còn có lý do để ở lại và chồng bạn vẫn là 80% tốt thì bạn không nên ly hôn. Đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn. Rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong những vấn đề khó của các bạn rồi nhé. Xin chào.